Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em và các bạn, mùa chay như lời cầu nguyện đầu lễ, đó chính là thời gian giáo hội muốn chúng ta được huấn luyện thiêng liêng và biến đổi. Huấn luyện nhá, chứ không chỉ là một nghi lễ như là những nghi lễ khác. Mà mùa chay, 40 ngày mùa chay là cơ hội để chúng ta tập luyện thiêng liêng, được huấn luyện. Huấn luyện bằng cách nào? Huấn luyện bằng ba nguyên tắc đời sống đạo đức mà Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay. Trước hết, đó là chay tịnh. Thứ hai, cầu nguyện. Và thứ ba, bác ái. Mùa chay người ta nghe nhắc như thế vậy là bởi vì cuộc sống của chúng ta, mình thường có khuynh hướng thu vén cho bản thân, cố gắng tích lũy cho thật nhiều, cho nên ta quên hết. Thế thì cái chay tịnh làm cho chúng ta không chỉ tích lũy và thỏa mãn cơn khát của thân xác, của thế giới vật chất này, mà qua chay tịnh đó, chúng ta lại thấy có một cái cơn khát khao sâu xa hơn, là cơn khát khao Thiên Chúa. Cái cơn khát, cái cơn đói về đời sống thiêng liêng, về linh hồn chúng ta. Khi ăn chay là ta đói thôi, ta đói là ta thấy ta
dằn vặt lắm, toát mồ hôi ra, làm cho chúng ta nhớ được có một cái cơn đói khát mà mình không biết. Cơn đói khát đời sống linh hồn, đói khát thiêng liêng. Chay tịnh làm cho chúng ta biết kềm chế. Thế thịt bò tốt hay là xấu các cô? Tốt. Tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta là tốt, chứ nó không có xấu. Tôi xin lỗi ngay cả cái chuyện tình dục nữa. Tốt chứ, đâu có xấu. Thế nhưng thường chúng ta rơi vào đam mê và khao khát thỏa mãn nó mãi, không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ hết khát. Mê sắc dục, mê tình dục, mê tiền, mê ăn, mê sắc đẹp. Nó không có xấu, nhưng mà bởi vì nó tốt cho nên làm cho mình say mê. Say mê đến mức độ mà quên hết tất cả, quên cả vợ con luôn, quên cả đời sống đạo đức luôn. Đấy. Cho nên chay tịnh làm cho chúng ta kềm chế, kềm chế để chúng ta say mê một đấng say mê chúng ta là Thiên Chúa. Mà cuộc sống của mình được huấn luyện như vậy, cái thành công của cuộc đời của mỗi người mình, nó không phải là tôi cứ đói là tôi ăn, tùy theo chứ. Ăn mà đến nỗi mà béo phì ra thì ta không ăn được, ăn như thế là hỏng. Ăn mà người ta chửi mà vẫn cứ cắm đầu mà ăn thì không ăn, đói không ăn, đúng không? Kiềm chế, kiềm chế. Con người mình có khả năng để nhận thức được những cái đẹp, cái tốt để ta đón nhận, và đón nhận ở mức độ nào, đón nhận như thế nào. Cho nên tập luyện bằng chay tịnh. Chay tịnh để thấy một cái cơn đói khát sâu xa, đói khát linh hồn. Chay tịnh để chúng ta biết kềm chế những khao khát trần thế này, đến nỗi quên lãng Thiên Chúa, quên lãng đời sống đức tin. Thế rồi cầu nguyện, cầu nguyện để huấn luyện khuynh hướng của chúng ta thường nghĩ về mình, quan tâm đến mình. Cầu nguyện là rõ ràng là ta mở lòng ra với Chúa thôi. Cầu nguyện là ta không chỉ là ta ngồi là ta chỉ nói với mình, cứ lẩm bẩm nói như thế là người ta sẽ đưa đi nhà thương Biên Hòa. Cầu nguyện là nói với Chúa, là tâm sự với Chúa, là gặp Chúa. Thế thì trong mùa chay này là nếu mà chúng ta mà dành thời gian mình cầu nguyện thì rõ ràng có phải là mình được huấn luyện không? Mình huấn luyện để mình quen thuộc với lại cuộc gặp gỡ Chúa thường xuyên. Cầu nguyện đấy. Thế còn việc bác ái thì như thế nào? Thường là ta có được là bỏ vô túi. Thế cả đoàn lì xì, thế bảo cha lì xì nữa. nữa bỏ túi, nói chuyện vui thôi. Nhưng mà khuynh hướng như vậy, bác ái mở lòng ra nghĩ đến người khác, nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác, bác ái. Thế cho nên rằng ba việc đạo đức của suốt mùa chay này lại giúp cho chúng ta huấn luyện con người của mình, huấn luyện, tập luyện đời sống thiêng liêng là như vậy. Chay tịnh để biết kềm chế, biết đâu là điều quan trọng nhất, cơn đói khát. Cầu nguyện để mở lòng ra với Chúa, và bác ái mở lòng ra với nhau.
mùa chay này còn là một mùa biến đổi, không chỉ huấn luyện mà là biến đổi cuộc sống của chúng ta. Biến đổi như thế nào? Sức cho đấy. Ở những quốc gia mà tôi đi ngang qua cách riêng, chẳng hạn như là ở Mỹ, người ta lấy cho này, rồi người ta lại là trộn với lại là dầu, người ta bôi ở trên trán như vậy này, để từ sáng cho tới tối đi tới đâu là người ta cũng biết được cái anh này mới nhận cho ở trên trán. Mình thì bỏ chút ở trên đầu không ai biết, ghi ở trên trán cây thánh giá. Cho nói với chúng ta thân phận mỏng giòn. Cho bụi, một câu rất quen thuộc, hãy nhớ là cho bụi và ngươi sẽ trở về bụi cho. Cái câu này nói ở đâu? Có biết không? Câu này nói ở đâu? Khi ông Adam và Eva phạm tội. Khi Adam và Eva phạm tội thì Chúa nói ngươi là bụi cho và sẽ trở về với bụi cho. Cho nên cho bụi hôm nay ghi ở trên người chúng ta. Nói tới thân phận của mình, nay còn mai mất. Cho bụi mà. Gió thổi nó bay mất thôi, chẳng giữ vững, nó chẳng còn tồn tại. Cho bụi còn là diễn tả thân phận tội lỗi gắn liền với tội lỗi của mình nữa. Thế vậy mà cái cho đó lại được ghi dấu thánh giá ở trên trán chúng ta ngày hôm nay. Thân phận chúng ta là cho bụi mà cùng gắn liền với nó là tội lỗi. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài đã giải cứu chúng ta ra khỏi thân phận tôi cho bụi bằng chính cái chết của Ngài trên thánh giá. Cây thánh giá đó được ghi ở trên trán mỗi người. Cây thánh giá đó chúng ta ghi ở trên mình mỗi khi chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và tôi ghi dấu thánh giá ở trên tôi. Tôi muốn diễn tả rằng chính Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá đã đem lại ơn cứu độ và sự sống cho tôi, đã giải thoát tôi khỏi thân phận của tro bụi để trở về với tro bụi bằng chính Chúa Giêsu trên cây thánh giá. Biến đổi đấy. Và cái cuộc sống của mình trong mùa chay này, một đàn mình ý thức thân phận của mình cho bụi, lại còn tội lỗi nữa chứ, nhưng một niềm hy vọng, một niềm vui là chính Chúa Giêsu chết và phục sinh đã đem lại sự sống cho chúng ta, đã đưa chúng ta đi vào trong sự hiệp thông, sự sống với Thiên Chúa. Hai ý nghĩa đó, huấn luyện và biến đổi. Cho nên cái việc ăn chay chỉ có hai ngày trong mùa này thôi, ngày thứ tư nhưng mà lại rời lại, còn ngày thứ sáu tuần thánh. Tôn giáo nào cũng ăn chay hết, nhưng ý nghĩa của ăn chay thì khác nhau. Không phải tôn giáo nào ăn chay cũng mang một thái độ ý nghĩa như chúng ta. Cái ý nghĩa chay tịnh của người Công giáo như tôi vừa nói, cái ý nghĩa chay tịnh đó khác hoàn toàn. Ý nghĩa chay tịnh, để chúng ta hiểu, hiểu ý nghĩa của chay tịnh có như vậy thì ngày hôm nay và suốt cái mùa chay này mới làm nên ý nghĩa cho đời sống của chúng ta, cho những bước đi, cho cuộc hành trình đức tin của chúng ta.